kết nhưng họ đã không thể vượt qua BIP và thua với tỷ số 1-3. Đó là một trận đấu mà Thông Tin đã thắng ở set đấu đầu tiên. Điểm Nam Kinh Trung Quốc 60, vừa rồi bóng ngoài. Du Yan phát bóng. Rất căng. Phá bước 1 của đối phương. Thông tin về Postbank đã kết thúc rất tốt ở vị trí chủ công này. Cú đập bóng uy lực. Bùi Thị Nga phát bóng. Phản công cho Thông Tin. Như vậy là vừa rồi vận động viên chủ công của Nam Kinh Trung Quốc thuận tay trái và cô có lợi thế để kết thúc bóng ngoài chắn. Bảy mươi một. Luigi Yao phát bóng. Chuyền hai sau đâu và đó là pha kết thúc chính xác của Việt Hương. Pha phối hợp với một đường chuyền hai ở tốc độ cao. Hàng chắn của Nam Kinh Trung Quốc đã giãn chắn không kịp. Bóng đã bật chắn ra ngoài. Mười ba bảy cho Thông Tin Liên Việt Postbank. Đó cũng là một tình huống chuyền bóng rất vừa tầm của Lâm Oanh. Lần này thì bóng hơi khó. Nguyễn Thị Phương đã không thể dứt điểm mà chỉ là một cú bỏ bóng qua phần sân của đối phương nhưng đã không thành công. Bóng ngoài. 83. Song Kesin. Lên 3. Pha lên mà kết thúc rất cắm. Đó là Phạm Thị Nguyệt Anh. Hàng chắn của Nam Kinh chỉ có một chắn giữa. Trong khi Thông Tin đã tổ chức tấn công nhanh. Phối hợp tốc độ. Vẫn là một điểm nữa cho Thông Tin Liên Việt Postbank. 15-8. Không có nhiều những pha bóng quyết liệt từ đầu trận đấu tới giờ bởi rõ ràng Nam Kinh Trung Quốc tỏ ra hơi yếu. Nguyễn Thị Phương phát bóng. Rất nỗ lực. Bật chắn ra ngoài. Điểm Nam Kinh Trung Quốc 9-15. Siêu Quyết Tình đã di chuyển ra vị trí số 2 và dứt điểm rất căng. Đó là pha tấn công có nét nhất từ đầu trận đấu tới giờ của Nam Kinh Trung Quốc. Rất cắm. Vị trí chủ công đã có sự thay đổi. Như vậy là vừa rồi thì đó là pha ghi điểm ở vị trí đối chuyền của số 7 bên phía Thông Tin Liên Việt Postbank, Nguyễn Anh. Pha ghi điểm thứ 2 của cô ở set đấu này.
Thông Tin đang dẫn trước 16-9. Sự đáp trả có phần hơi yếu của Nam Kinh Trung Quốc. Trần Việt Hưng sẽ là người thực hiện pha phát bóng. Tình huống phòng ngự không tốt của Việt Hưng. Ma Wen thực hiện cú đập không quá khó. Tốt của libero đang thị Thụy Linh. Điểm liên tục được ghi cho các cô gái của Đại học Nam Kinh. Và pha phạm tấn công nhanh, nhưng pha đập bóng của Bùi Thị Nga đã đi ra ngoài. Huấn luyện viên Bùi Huy Sơn xin lưu ý khi đối thủ có 5 điểm liên tục. Thông tin về việc Postbank được đánh giá cao hơn về mọi mặt, về kinh nghiệm, về kỹ chiến thuật. Có một điểm để xem là trội hơn bên phía Đại học Nam Kinh, đó là thể hình. Mặc dù chỉ là một đội bóng của trường đại học, nhưng trên sân thì thể hình của các cô gái Đại học Nam Kinh rất tốt. Họ cao đều với 80. Si Quê Tinh thực hiện pha phát bóng. Bước một tốt rồi. Chắn bóng tốt. Hai vận động viên đã tham gia hàng trắng là số 14 Giao Gian và số 18 đội trưởng Liu Zizhao. Họ đã bắt bài được phụ công Bùi Thị Nga. Và lần này thì Nga đã dứt điểm thành công. Chuyển hai, Đoàn Thị Lâm Oanh thi đấu đầy nỗ lực nhưng cô vẫn chưa thể khỏa lấp vị trí của Nguyễn Thị Nguyễn Linh Chi. Linh Chi là vận động viên chuyển hai số 1 đội tuyển Việt Nam và đang bị chấn thương dây chằng, không thể thi đấu cho thông tin lưu vực Postbank. Chẳng bóng ra ngoài và đã có điểm 16 đều. Một bước trỗi dậy rất ngoạn mục của Đại học Nam Kinh Trung Quốc. Bước một lại không tốt. Và đây là lúc mà Đại học Nam Kinh đã vượt lên dẫn 17-16. Rất khó hiểu cho những pha xử lý bước một của
thông tin lên được Postbank. Những pha phát bóng của số 8 Si Waiting là không quá khó. Với chiều cao chỉ 1m71 nên Phạm Thị Huệ sẽ không mạnh trong những tình huống đập bóng ở vị trí số 4. Từ chỗ có lúc dẫn 8 điểm thì lúc này thông tin lên Postbank đã để cho đối thủ đưa set 1 vào thế giàn co. Và Đại học Nam Kinh đã xin hội ý. Lúc này thì thông tin lên Postbank đang dẫn trước 18-17. Thông tin lần được Postbank đã từng vô địch giải VTV9 Bình Điền vào các năm 2011, 2013 và 2014 và 2015. Kiều Linh thực hiện pha phát bóng, đây là vận động viên cộng 1m78. Bước một lỗi của libero Si Ruyi 19-17. Và phối hợp tấn công nhanh đã khiến cho hàng trắng thông tin về Postbank bị vô hiệu hóa. Chỉ có một mình Bùi Thị Nga tham gia chắn bóng. Lâm Anh cũng đã bất ngờ với tình huống dàn xếp vừa rồi. Mau quen phát bóng. Bóng chạm chắn ra ngoài. 19 đều. Đây là huấn luyện viên Sao Li Ping của Đại học Nam Kinh. Đội bóng của ông đang chơi đầy nỗ lực. Rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của các cô gái đến từ Trung Quốc. Lần này thì hàng trắng của thông tin lên về Postbank đã hoạt động hiệu quả. Những pha dàn xếp tấn công ở vị trí số 4 bên phía thông tin lên về Postbank là không tốt. Thu Trang thường đập bóng không vượt qua được hàng trắng của đối phương. Bóng vẫn ở trong sân. Ta vừa được xem lại pha nỗ lực đập bóng của số 17 Nguyễn Thị Phương. Phương cũng đã nhiều lần có điểm từ những quả đập uy lực ở vị trí số 4. Bước một rất tốt. Nguyễn Thị Phương. Và Phương đã ghi điểm 22-20.
bóng đã xuyên qua hàng chắn bên phía Đại học Nam Kinh. Bùi Thị Nga phát bóng. Vẫn là những pha đập của Nguyễn Thị Phương ghi điểm. Phương chơi tốt hơn hẳn so với Phạm Thị Huệ ở vị trí đập biên phải. Tiếp tục là một pha đập bóng của Nguyễn Thị Phương. Bóng ra ngoài. Có điểm kết thúc trận đấu đầu tiên dành cho Thông tin Liên Việt Postbank. Lâm Oanh tấn công nhanh, tấn công hai chuyền, vẫn còn cơ hội cho Thông tin Liên Việt Postbank. Và Bùi Thị Nga là người đã có pha đập bóng. Những pha xử lý của Nguyễn Thị Phương liên tục ghi điểm. Chiến thắng 25-20 thuộc về Thông tin Liên Việt Postbank. Trận đấu đầu tiên thì số 17 Nguyễn Thị Phương đã chơi tốt với vai trò chủ công. Phương cao 1m76. Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu, được mùa dài lâu. Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông. Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu, được mùa dài lâu. Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông. Ống nhựa hoa sen, mua liền tay nhận ngay quà khủng với nhiều giải thưởng hấp dẫn như xe máy Honda E-Blade, điện thoại iPhone X và hàng chục ngàn thẻ cào điện thoại. Mua ống nhựa hoa sen, cào liền tay trúng ngay E-Blade, tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 tỷ đồng. Thông tin chi tiết tại hoasengroup.vn. S18 Laser Beer, thuần khiết, 100% lúa mạch, niềm tự hào bia Việt. Chúng ta đang theo dõi trận đấu thứ hai, trận đấu để giành một vé vào chơi ở trận tranh hạng 5 trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019. Ở trong set đấu đầu tiên thì Thông tin Liên Việt Postbank đã có được chiến thắng trước Đại học Nam Kinh với điểm số là 25-20. Và xử lý tốc độ ở
ở trong set đấu đầu tiên thì thông tin lưu việc Postbank có thời điểm đã bỏ xa đối thủ 8 điểm, nhưng sau đó để các cô gái Đại học Nam Kinh của mình điểm số 16 đều. Một pha bóng đã gây bất ngờ. Bước một của Thịnh trở thành pha tấn công. Lâm Oanh bóng ra ngoài. Đó là tình huống đập bóng của Kiều Trinh. Ba điểm liên tục ở trong diễn biến đầu tiên của trận đấu thứ hai thuộc về Đại học Nam Kinh. Vẫn là Nguyễn Thị Phương tỏa sáng ở vai trò tay đập chủ lực. Những pha xử lý đầy sức mạnh của Nguyễn Thị Phương đang là điểm sáng trong lối chơi bên phía thông tin liên việc Postbank. Và Phương đã phát bóng hỏng. 4-1. Rất tốt. Đội giành chiến thắng ở trong trận này sẽ chơi ở trận trên hạng 5 gặp đối thủ Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Và đội thua thì sẽ chơi ở trận trên hạng 7 và gặp đối thủ là Ngân hàng Công Thương. Quá hay. Tình huống nỗ lực cứu bóng của Phan Thị Huệ. Và sau đó thì số 18 Kiều Trinh đã có một pha đập bật chắn. Kiều Trinh 4 đều. Đại học Nam Kinh là đội bóng yếu nhất ở giải lần này. Tập thể của các vận động viên đang là sinh viên đại học, mặc dù họ cũng ăn tập mỗi ngày nhưng xét về trình độ chuyên môn thì không thể so sánh với các đội bóng chuyên nghiệp. Tiếp tục là một pha đập bóng không thành công của Đại học Nam Kinh. Những pha bóng lỗi của số 15 Mao Wen, vận động viên cao hơn 1m80. Pha chắn bóng rất kinh nghiệm của Bùi Thị Ngà. Ngà bắt bài được ý đồ tấn công của đối phương. Và đến lúc này thì Trần Việt Hương lại có pha phát bóng hỏng. Đây là số 5 Phạm Thị Huệ. Cái đây phút thì cô đã có một pha cứu bóng xuất sắc. Một tình huống tấn công quá bài bản được thực hiện và người đặt bóng sau cùng là Hoàng Thị Kiều Trinh. Bùi Thị Ngà khôn ngoan di chuyển để kéo chắn của đối phương, khiến cho trước mặt Kiều Trinh là một khoảng trống rất lớn.
điểm 8-5. Vận động viên số 5 Phạm Thị Huệ là một tay đập biên, nhưng vấn đề là Huệ lại có chiều cao khiêm tốn 1m71. Điều này đã khiến cho những pha tấn công của thông tin là việc Postbank không hiệu quả trước các cô gái đại học Nam Kinh. Rõ ràng là thời điểm này thì thông tin liên việc Postbank vẫn là quá mạnh so với Nam Kinh, nhưng đừng quên là trong set đấu thứ nhất Nam Kinh đã từng ghi liên tiếp những điểm số để gây khó khăn rất nhiều cho thông tin liên việc Postbank trong nửa cuối của set 1. Phát bóng ra ngoài, lỗi phát bóng của Hoàng Thị Kiều Trinh bên phía thông tin. Tiếp tục phát bóng hỏng, nhưng đó là bên phía Nam Kinh Trung Quốc. Du Yan đã phát bóng không qua lưới. 9-6. Bậc một lỗi, 16 cho thông tin lên về Postbank. Đang có những dấu hiệu cho thấy Nam Kinh Trung Quốc thiếu hưng phấn trong cách chơi của mình. Tiếp tục lỗi bắt bước 1. Điểm được ghi cho thông tin liên về Postbank 12-6 cho thông tin. Để cho thông tin liên về Postbank ghi liên tiếp những điểm số thì bây giờ đặc Nam Kinh Trung Quốc đã xin tạm dừng hội ý. Năm 2018, đội bóng hai trận đấu ở loạt trận tranh chiếc vé xếp thứ hạng từ 5 đến 8, đó là Ngân hàng Công Thương đối đầu với thông tin liên về Postbank, họ thắng 3-2, và Iskola Team của Thái Lan thắng Amatui của Kazakhstan 3-1. Trong trận tranh hạng 7 thì thông tin liên việt Postbank đã thắng Amatui của Kazakhstan 3-1 trong trận đấu thuộc năm 2018. Và trận tranh hạng 5 thì Iskola Team của Thái Lan thắng Ngân hàng Công Thương 3-1. Năm nay thì các đội Amatui của Kazakhstan và Iskola Team của Thái Lan đã không được mời. Còn các đội bóng trong nước như thông tin liên việt Postbank và Ngân hàng Công Thương vẫn tiếp tục thi đấu ở top các đội bóng tranh chấp từ thứ 5 tới thứ 8. Điểm cho đội thông tin liên việt Postbank 13-7 của tấn công lỗi của Si Quy Tinh.
Sokke xin phát bóng. Điểm cho Nam Kinh. 9-13. Rõ ràng ở năm nay thì khách mời Đồng Nam Kinh Trung Quốc tỏ ra là yếu nhất ở giải đấu này. Năm ngoái thì hai vị khách mời đến từ Trung Quốc đều đã giành quyền lọt vào bán kết và họ gặp nhau ở bán kết, đó là Giang Tô và Phúc Kiến. Mười bốn chín nghiêng về thông tin về Postbank. Nguyễn Thị Phương đã kết thúc tốt pha bóng vừa rồi. Điểm Đại học Nam Kinh Trung Quốc 10-14. Hàng chắn không kịp bố trí của thông tin liên về Postbank. Dứt điểm tốt của Việt Hương. Việt Hương đã sang hai dứt điểm rất cắm. Mười lăm mười. Chắn bóng ra ngoài. Cú tấn công rất có uy lực từ phía Sinh Quy Tinh của Nam Kinh Trung Quốc. 11-15. Những pha phối hợp tấn công rất táo bạo của Nam Kinh Trung Quốc có thể gây ra đột biến. Song Kesin vẫn là những pha phối hợp táo bạo như vậy. Lần này là một đường chuyền hai sau đầu tầm trung của Song Kesin tạo điều kiện thuận lợi cho đối chuyền của Nam Kinh Trung Quốc dứt điểm. Như vậy là bên phía thông tin, Phạm Thị Hồng Nhung đã được tung vào sân thế chỗ của số 5 Phạm Thị Huệ. Phát bóng tốt, bóng đã ăn vạch cuối sân. 13-15. Khoảng cách giờ chỉ còn là 2 điểm. Thông tin về Postbank bây giờ sẽ có sự thay đổi khi Đỗ Thị Minh vào sân thế chỗ của Sinh Quy Tinh phát bóng. Lên 3. Rất uy lực. 16-13. Chiến thắng trong trận đấu này sẽ giúp cho thông tin liên về Postbank giành quyền thi đấu trận hạng 5 với Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Đội bóng đã có trận đấu chiến thắng trước Ngân hàng Công Thương.
Quý Thương phát bóng. Cú phát bóng ra ngoài. 14-16. Libero ở Hùng Nhung đã vào sân thế chỗ của Việt Hương. Xử lý bước 1 không thành công của Đỗ Thị Minh. Luciano phát bóng. Bóng ngoài, lần này thì bóng đã ra ngoài. Mười bảy mười lăm. Không chắc chiêu điểm số là thông tin về Bosman hoàn toàn có thể phải trả giá ở trận đấu thứ hai này. Bóng ngoài. 18-15. Đọc Nam Kỳ Trung Quốc có sự thay đổi. Số 6 Lee Ziwei vào sân thế chỗ của số 15 bên phía Nam Kịch Mao Wen. Bóng ngoài. 19-15. Có thể nói đây là trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình, không có nhiều những pha bóng kịch tính. Tấn công lỗi. 20-15. Lỗi vào đà vừa rồi là của số 6 Lee Ziwei. Bắt bước 1 không thành công của Ziwei Tinh. Tâm lý thi đấu của những vận động viên trẻ bên phía Đại học Nam Kinh. Vẫn còn. Đỗ Thị Minh đã rất nỗ lực phòng thủ nhưng đã không thành công. Một pha bóng bền hiếm hoi nhưng diễn ra ở tốc độ chậm. Điểm cho Đại học Nam Kinh Trung Quốc 16-21. Kết thúc ngay của Bùi Thị Nga. 22-16. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những diễn biến trong trận bán kết thứ nhất giữa hai đội bóng VTV Bình Điền Long An và BIP của Mỹ. Năm ngoái, cũng ở giải đấu này, BIP của Mỹ cũng đã có trận đối đầu với VTV Bình Điền Long An tại vòng bán kết và đã thắng VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-2. Bóng tốt cho Nam Kinh.
17-23. Lee Jiwei pha phơi tấn công lỗi của Lâm Oanh và Bùi Thị Nga. 18-23. Bùi Thị Nga vừa rồi đã di chuyển sang hai nhưng đường chuyền hai của Lâm Oanh không mấy thuận lợi. Lỗi bắt bước một. 19-23. Như vậy là bên thông tin liên với Postbank đã xin tạm dừng ngồi ý sau khi để cho Đồng Nam Kinh Trung Quốc ghi liên tiếp những điểm số vừa rồi. Có những vấn đề cần phải chấn chỉnh từ huấn luyện viên Bùi Huy Sơn với các học trò. Những lỗi sơ đẳng vẫn gặp trong khi đối phương thực hiện những cú bóng tấn công hay là những cú phát bóng cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng lỗi vẫn diễn ra và xin hội ý là điều cần thiết thời điểm này cho phía thông tin liên về Postbank. Và trận đấu thứ hai. Lee Jiwei phát bóng. Trọng tài thứ nhất ở trận này là trọng tài Nguyễn Thanh Sang. Phát bóng ra ngoài. 24-19. Bây giờ là cơ hội dành set point cho thông tin liên viên Postbank. Bùi Thị Nga phát bóng. Rất hay. Đỗ Thị Minh. Và đập bóng của chủ công Đỗ Thị Minh bên phía thông tin đã không qua được hàng chắn của Nam Kinh Trung Quốc. Như vậy là pha tấn công lỗi của Đỗ Thị Minh. 24-20. Bóng ngoài. Trận đấu thứ hai đã kết thúc với chiến thắng cho thông tin liên viên Postbank. Họ đã vượt qua Nam Kinh Trung Quốc ở set 2 với điểm số 25-20. Như vậy là hai trận đấu đã qua và tỷ số đang 2-0 nghiêng về thông tin liên viên Postbank. Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu, được mùa dài lâu. Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông. Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu, được mùa dài lâu. Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông. Bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Truy cập hoasengroup.vn để mua tôn trực tuyến. Tôn Hoa Sen, thị phần tôn số 1 Việt Nam. S18 Laser Beer, thuần khiết, 100% lúa mạch, niềm tự hào bia Việt.
Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi xét đấu thứ 3, trận đấu giữa Thông tin Liên Việt Postbank và Đại học Nam Kinh. Trận đấu để giành vé vào chơi ở trận tranh hạng 5. Hai trận đấu đầu tiên thì Thông tin Liên Việt Postbank đều đã giành được chiến thắng cùng với điểm số là 25-20. Bật rất cao. Đã có một pha tổ chức đập bóng quá chuẩn mực được thực hiện. Lâm Oanh và Kiều Trinh đã phối hợp ăn ý. Nguyễn Thị Phương phát bóng. Bước một không tốt. Và đây là cơ hội để cho các cầu thủ Thông tin Liên Việt Postbank ghi điểm. Kiều Trinh lại nhận được pha chuyền bóng rất vừa tầm. Thủ di chuyển vào vị trí số 3 rồi đập ở trên hàng trắng của Nam Kinh Trung Quốc đang phát huy tác dụng. Bóng ngoài. Không có nhiều cơ hội cho Đại học Nam Kinh ở trong trận này. Chặn bóng tốt. Hai vận động viên Kiều Trinh và Việt Hương đã xuất hiện ở hàng chắn. Di chuyển rất hợp lý và bịt kín trước quả đập của đối phương. 4 điểm liên tiếp cho Thông tin Liên Việt Postbank. Lâm Oanh và Kiều Trinh lại ghi điểm. Kiều Trinh đang chơi rất thăng hoa. Nguyễn Thị Phương phát bóng. Người đã ghi điểm thành công là số 18 đội trưởng Liu Zizhao. Bóng đã bật chắn ra ngoài. Và lúc này thì Đại học Nam Kinh đã có 3 điểm liên tục. Phối hợp quá hay. Đại học số 18 Kiều Trinh đang tỏa sáng. Hoàng Thị Kiều Trinh năm nay chỉ mới 17 tuổi. Trên đăng ký thì cô cao 1m75. Nhưng có lẽ Kiều Trinh trên thực tế còn cao hơn. Lần này thì Kiều Trinh đã bỏ nhỏ. 7-3.
bóng đã chạm lưới và gây khó cho bước 1 của Đại học Nam Kinh. 8-3. Đội bóng của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn đã bắt nhịp tốt. Lúc này thì đang bỏ lại 5 điểm trước đối thủ Đại học Nam Kinh. Đứng bên trái của ông Bùi Huy Sơn là chủ công và còn là một đối chuyền nữa xuất sắc một thời của bóng chuyền Việt Nam, đó là Phạm Thị Yến. Khi còn thi đấu thì Phạm Thị Yến thường mang chiếc áo số 7. Việt Hương sẽ phát bóng cho thông tin liên vực Postbank. Đây là cơ hội để dứt điểm nhanh và đội trưởng Liu Zizhao đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Si Quê Tinh phát bóng. Lâm Oanh, Kiều Trinh. Một vận động viên của Đại học Nam Kinh đã chạm lưới. Lúc này thì Hoàng Kiều Trinh, đối chuyền của câu lạc bộ thông tin liên lạc Postbank phát bóng và cô đã ghi điểm. Bước 1 của Đại học Nam Kinh khá non nớt. Công bằng mà nói thì ở trong phát bóng vừa rồi Kiều Trinh cũng gặp may mắn khi bóng đã chạm lưới và gây bất ngờ cho vận động viên của đối phương. Và phối hợp tấn công nhanh và người ghi điểm là Giao Gian. Cách biệt 5 điểm vẫn đang được giữ nguyên so với lần hủy kỹ thuật đầu tiên. Không được. Những pha dứt điểm của Phạm Thị Huệ không hiệu quả. Nỗ lực không thành công của Phạm Thị Huệ, vận động viên áo số 5. Bóng đã chạm trán ra ngoài. Điểm 11-7. Phòng ngự không thành công của libero Đàm Thị Thùy Linh khi mà các cô gái thông tin liên lạc Postbank đang có quá nhiều ưu thế thì họ cũng không đẩy cao tốc độ của trận đấu, cần phải giữ sức cho trận tranh hạng năm. Đã có lỗi bước 1 của Kiều Trinh và lúc này thì
vận động viên thi đấu không hiệu quả là Phạm Thị Huệ đã được rút ra và thay thế là Trần Thu Trang, đội phó của thông tin liên lạc Postbank. Thu Trang năm nay đã 29 tuổi. Lỗi bước một. Phạt bóng không qua lưới. Phụ công số 8 là Trần Việt Hương đã vào thay thế cho libero Âu Hồng Nhung. Lâm Oanh. Ở trong trận đấu đầu tiên, số 17 Nguyễn Thị Phương đã chơi rất tốt. Một pha bóng giằng co và đây là cơ hội Nguyễn Thị Phương. Bỏ nhỏ không thành công. Những pha bật liên tiếp đã khiến cho thể lực của số 17 Nguyễn Thị Phương bị sa sút. Những quả di chuyển sang vị trí số 2 để dứt điểm là không hiệu quả từ số 8 Đỗ Trần Việt Hương. Tuy nhiên khi cần thì vẫn có những tình huống tấn công từ hàng sau. Bước một lỗi và cơ hội đã có điểm. Nguyễn Thị Phương tấn công nhanh. Điểm số lúc này đang là 14-11. Vẫn còn. Nguyễn Thị Phương đập bóng ra ngoài. Chiều cao của Nguyễn Thị Phương là 1m76. Phương sinh năm 1999. Tiếp tục là Nguyễn Thị Phương và lần này cô thành công. Một quả đập cắm của Nguyễn Thị Phương. Bóng đi rất cấm và không có cơ hội cho hàng trắng của Đại học Nam Kinh. Nguyễn Thị Phương đã được rút ra và thay thế là số 9 Đỗ Thị Minh. Đỗ Thị Minh là một trong những vận động viên lớn tuổi trong đội hình của thông tin liên lạc Postbank. Năm nay cô đã 30 tuổi rồi. Đội Đại học Nam Kinh không có gì để mất. Và xử lý quá hay của Kiều Trinh. Trinh vẫn đang thi đấu nổi bật ở trong set thứ 3. Và đây là lần hủy kỹ thuật thứ 2. Thông tin liên lạc Postbank vượt lên dẫn 16-13. Các bạn có thể nhìn thấy
Đã hết phút hội kỹ thuật thứ hai trong xét đấu này và hai đội trở lại sân. Lúc này thông tin về Postbank đang dẫn trước Nam Kỳ Trung Quốc với điểm số 16-13. Họ đã thắng hai xét đấu trước đó cùng với điểm số 25-20 trước Đại học Nam Kỳ Trung Quốc. Xin nhắc lại với quý vị, sau trận đấu này chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp tới quý vị và các bạn những diễn biến của trận bán kết thứ nhất giữa hai đội bóng VTV Bình Nghị Long An và BIP của Mỹ. Và tối ngày hôm nay sẽ là trận đấu giữa U23 Thái Lan và Tứ Xuyên Trung Quốc. Cú chắn bóng thành công của hàng chắn bên phía thông tin liên về Postbank. 17-13. Đó là pha chắn bóng thành công của Bùi Thị Nga. Dứt điểm nhanh, bóng đã ra ngoài và không hề chạm chắn của thông tin. 18-13. Rất tốt, cú kết thúc tốt ở vị trí chủ công. Cú kết thúc tốt ở vị trí đối chuyền của số 18 bên phía thông tin liên về Postbank. Kiều Trinh. Vẫn còn, nhưng đã có thế còn của trọng tài. Điểm đội thông tin liên về Postbank 20-13. Bắn bầu bục lỗi của libero bên phía Nam Kinh 21-13. Bóng ngoài, đồ vật đà không cao vừa rồi của chủ công bên phía Đại học Nam Kinh. 22-13. Như vậy là bóng đã bật chắn của thông tin ra ngoài. 14-22. Một pha phối hợp đánh nhanh và sự lúng túng trong phối hợp phòng thủ của Nam Kinh Trung Quốc. 23-14. Sự thay đổi người liên tục bên phía thông tin về Postbank số 6 và số 7 của họ vào sân, Vũ Thị Thu Hòa và Phạm Thị Nguyệt Anh. Phát bóng lỗi 15-23. Cú phát bóng lỗi của Thu Hà.
Ngay lập tức sau đó thì vận động viên của Đại học Nam Kinh cũng đã phát bóng không thành công. 24-15, cơ hội giành điểm quyết định của trận đấu này thuộc về thông tin lên về Postbank. Cú phát bóng của Thu Trang. Rất tốt. Đỗ Thị Minh. Như vậy là điểm quyết định của trận đấu đã thuộc về thông tin lên về Postbank. Trong trận đấu thứ 3 thì họ thắng 25-15. Và chung cuộc, thông tin lên về Postbank đã vượt qua Đại học Nam Kinh của Trung Quốc với tỷ số 3-0. 25-20, 25-20 và 25-15. Pha đá bóng quyết định của Đỗ Thị Minh. Với chiến thắng này thì thông tin lên về Postbank lọt vào trận tranh hạng 5 với Hóa chất Đức Giang Hà Nội, trong khi Nam Kinh Trung Quốc sẽ gặp Ngân hàng Công Thương trong trận đấu tranh hạng 7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Lát nữa đây sẽ mời quý vị và các bạn đến với trận bán kết thứ nhất giữa Hà Nội VTV Bình Điền Long An và đội bóng BIP của Mỹ. Người nông dân có trăm ngàn nỗi lo, tất cả chỉ mong chờ một vụ mùa bội thu. Hiểu được nỗi lo vất vả của nhà nông, công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho ra đời bộ sản phẩm phân bón cho lúa mới có chứa đầy đủ dưỡng chất cần thiết giúp nhà nông tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Đầu trâu TE cộng Agro lúa 1 giúp cây lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe. Đầu trâu TE cộng Agro lúa 2 giúp đồng to, lúa trổ đều, bông lớn và chắc hạt. Đầu trâu TE cộng Agro lúa 1 và lúa 2 chỉ có ở phân bón đầu trâu cho năng suất hơn, hiệu quả hơn. Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dài lâu. Phân bón đầu trâu và đồng hành của nhà.